cảm ơn hai nàng đã hát cho ta rồi. Dạ. Phục vụ tiếp đi hai nàng. Dạ. Dạ. Anh ơi. Anh nhớ ai không? Đút bia. Đút bia. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Lát là hoàng thượng ưng sủng cho. Rồi rồi anh khó. Lát ưng sủng luôn. Vô vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Bắt cái lòng lên. Bắt luôn. Không say là không về nha. Không say không về nha rồi. Anh không ai phục vụ anh. Chàng ơi sướng ông chàng ơi. Anh không ai. Chàng ơi sướng ông chàng. Chàng ở đây nha em ơi, tiếp bên đây nha chàng ơi. Em được chấp nhận với anh. Trời ơi. Đưa dẫn lại cho ta. Trời ơi đồ lợi hả. Mời anh. Anh ơi. Mời anh. Lan ngồi lên đi. Dạ. Trời ơi ngồi lại luôn má ơi. Trời ơi vậy mới có tình cảm trời ơi. Má là cầm chân lên đàn luôn à. Hay đàn lên đàn lên. Tiếng nói em bay từ xa. Tiếng nói em bay từ xa. Hay đến hay đến với nhau đi em này. Anh là công tử em là công chúa. Em là gái nhất vừa anh ơi. Một lát chồng sẽ ông chồng cho em. Vậy hả? Anh chị ơi. Anh ơi. Sao em? Hôm nay anh biết chất lượng nha, mình chị. Đi chơi quay du lịch đàn tre nha anh nha. Không sao. Dạ em muốn nha anh nha. Lấy uống men lá sống về. Dạ. Dạ mà chất lượng nha. Hàng Trung Quốc chứ thôi. Đó, gái Nhật đó. Trời ơi, bên đây là gái gì? Gái Hồng Kông. Bên ông chạy lên. Trời ơi. Mọi người thấy chưa? Trời ơi. Anh thấy sao anh? Em mát mẻ không? Tận hưởng, tận hưởng. Tận hưởng hả? Chị ơi, nãy anh cho chiếc nhẫn đẹp quá ha. Mọi người ơi, chiếc nhẫn này mọi người ơi. Rồi vô 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 xíu bắt đầu tụi em qua qua kịch bản của em diễn nha chị. Đúng rồi. Đây là kịch bản Bá Hộ nha. Bá Hộ ơi, bây giờ Bá Hộ hát mặt hả? Mày công tử Bạc Liêu nha. Vô. 2 3 nghe tiếng đàn ai sao sao câu bên nước mặn tình quê đậm đà dù đi xa trăm hướng ai ngờ trống nổi hoàng Bạc Liêu tưởng qua hình bóng quê nhà bên nước mặn miền cho muối niêu bên nước ngọt em xa dân bộ về Bạc Liêu thương nhớ thấm đồng lúa trái ngàn cưa cò bay tanh canh nhìn mỗi mắt người cảm ơn trời ơi Bạc Liêu giấc mơ tình yêu dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ càng giữa sông ca trước trên bờ chiều châu nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chấn tỏ ra mình già bên nước mà nhìn cho mỗi niềm mê xa dân bầu Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn cười cò bài thanh canh nhìn mỗi mắt người chị gái mình ơi tiền cho công tử đốt điêu đốt tiền nấu chân nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chân tỏ ra mình công tử phải đốt tiền giàu giàu em tiền cho em 500k cho mọi người hả công tử Bạc Liêu rất nhiều nha công tử đốt tiền thì đưa hồng quen công tử đốt luôn nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chân rồi tối ra mình vào hồi xưa là công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trước còn em là lấy giấy đốt phong long nha. Trời ơi bác ơi quá lễ giấy đốt phong long nha dạ mọi người ơi cả nhà ơi ủng hộ đơn kia ờ chắc mẹ quên rồi ơi Bảo Hộ ơi Bảo Hộ nghe tin gì chưa Bảo Hộ cái gì Bá Hộ chứ phải Bảo Hộ Bảo Hộ ơi Bảo Hộ nghe tin gì chưa Bá Hộ Bảo Hộ giống như giám sát công trình vậy má Bảo Hộ thấy hay hai nữ nàng xinh đẹp không Bảo Hộ Bảo Hộ bây giờ trong hai em quan sự con sủng đó nào ta thấy là con gợi áo vàng mới dễ thương hơn người thông cảm với ta áo vàng nào má nhưng mà áo vàng không có được áo vàng nó quấy hả gợi áo vàng mà con jean á hả không chịu đâu mà cái đó là chuyện của ta nhưng mà ta lúc nào ta cũng theo hai nàng anh Bảo Hộ Bảo Hộ chứ không phải Bảo Hộ nha Bảo Hộ ơi Bảo Hộ thích hát bản gì Bảo Hộ Bảo Hộ chịu nổi bữa đè mọi người ơi bữa đè em Bảo Hộ thích tên gì Bảo Hộ em cho nó nhúc nhích thôi nhúc nhích trời ơi Bảo Hộ ơi Bảo Hộ ơi cảm ơn Bảo Hộ nhận nó đi nha còn chiếc nhẫn đẹp của mọi người rồi cứu tôi em tao mượn tao xỉu cứu em công tử Bạc Liêu bữa nhân chặt đè bữa nhân chặt đè cứu tôi cứu tôi cái bè mở cái bè mở bữa nhân chặt đè tôi Hoài Trần ơi chú Hoài Trần ơi cứu con chú Hoài Trần ơi cứu con bữa nhân chặt đè bữa nhân chặt đè ở không điện chú Hoài xuống gọi không nghe máy
Chú Hoàng ơi, thiên linh linh địa linh linh. Rồi bây giờ à, à ba ngồi thích hát bản gì nè. Hát dân ca nha. Hát bài gì cũng được. Dạ ok. Bài gì đó. Có người đem mồi ra đút cho bá hổ ăn. Dạ bá hổ ơi. Mồi đã tới rồi. Ta muốn ăn đồ tây. Đó, ta muốn ăn đồ tây. Dạ bá hổ ơi. Nữ tiếp viên nha mà bá hổ à. Để vậy đó này này nè. Ta muốn ăn đồ tây. Dạ tây. Nè hai chị em mình đút cho bá hổ ăn một miếng đi em. Anh ơi. Ăn chung mà nó ngồi xa. Trời ơi, ngon quá bá hổ. Bá hổ ngon, bá hổ nói cho mình nghe nha bá hổ nha. Ngon quá à. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ờ, cảm ơn bá hổ nhiều nha. Merci beaucoup. Sao bá hổ? Em muốn chịu. Mấy đứa mai lại. Mà bá hổ ơi. Nhìn nó bá hộ rất là nhiều dở bá hộ. Mà muốn ăn cái này chống với bớ. Bớ bớ bớ. Trời ơi trời ơi. Cho lấy cho bớ ăn nhỏ. Cho lấy cho bớ ăn. Chấm mấy đường vô đi em. Đã mập mà bá hộ ăn nhiều quá. Anh uống nước Mỹ kêu hai đó em uống bia luôn kìa. Dạ uống bia luôn, dở luôn. Mẹ suy bớ uống bia luôn. Dạ anh uống nước Nguyễn rồi, lên xe. Không xe không về nha. Vô, vô, uống, vô. Vô, vô. Chị Tiểu Tam tiến thử nha, tụi em đi nhân trạch chơi chị ơi. Ngọt quá, để em gấp nước đá nha. Ok. Chị bồng bồng em cắm chồng đi chơi. Đi qua châu lội. Em bánh rơ chiếc dài. Chị anh nuôi cho em 10 chiếc cầu vòng. Để chị Trang ơi. Để ta tắt nước. Vết chồng tí lên. Chồng gì mà chồng gái. Gái ồ ồ ồ. Chân đi cà veo, làm ăn lười biếng chẳng lo chiêu hồng hành. Cái duyên ông chồng làm khổ đời tôi. Ở sang bà sĩ ơi, ở sang bà sĩ ơi. Chồng gì mà chồng bé. Chồng gì mà chồng bé. Té tèo tèo tèo. Té tèo tèo tèo. Chân đi cà veo, làm ăn lười biếng chẳng lo chiêu hồng hành. Cái duyên ông chồng làm khổ đời tôi. Ở sang bà sĩ ơi, bà sang bà sĩ ơi. Bá hổ thấy hai người kiếp viên đẹp không bá hổ? Bình oxy đâu người ơi, lấy bình oxy. Oxy hả? Oxy. Bình có oxy. Có bị chữa lửa bá hổ ơi. Trời ơi, bình rồi lấy ống này cũng được. Rồi chỗ này bá hổ. Trời ơi, hai chị em mình lên luôn. Lên xe luôn. Rồi cả nhà lên cho vui. Cả nhà lên cho vui nha mọi người ơi. Cuộc sống hưởng thụ rồi nó vậy. Dạ. Trời ơi. Ai cũng lo cho bá hổ, thôi không lo cho anh nông dân này đi. Ai? Rễ con. Đi rải. Dạ. Ai gửi? Tôi bánh yếu mỏi giờ. Re con. Cảm ơn chị Hồng Phụng, Nguyễn Thị Hồng Phụng nha. Dạ. Chị tiểu thư hát hay quá. Dạ. Bự quá. Trời ơi. Bự không bá hộ. Trời ơi, đồ của ta chơi là phải giữ. Dạ. Ông đồ. Ông đồ kim cương, ông đồ kim biên ơi, có gì đâu. Dạ. Nó đen cái gì vậy? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Kiểu màu vậy thôi chứ thực sự là vàng bóng lưỡng nha mọi người. Gọi là vàng điên á. Dạ. Dạ gì 6 giờ 7 ra khỏi nhóm mà ơi. Cái nào này như mình cái chưa tới nữa. Thôi hai nàng ra múa cho ta coi coi. Ok, rồi đứng bên đây nha mọi người, đứng bên đây nha. Em. Đó, hồ bơi của ta đó. Cho đứng bên kia luôn Trang. Ôi, đi tới đâu quậy tới đó mọi người ơi. Anh thương em không kể mà giao nghèo. Bè giác sinh nghiệp trái keo. Bước chống em cùng chèo. Sân sông em cùng lội già đèo. Em cùng qua. Nhỏ lại gần ta. Anh thương em thật thà. Mưa lại quá cả. Và em có mặn mà. Bào thương mối nhục mồ hôi đẹp quá mặn nó. Dâm cổ này trần tẻ. Ôi 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 lên đây luôn hả má ơi. Gớm luôn. Ôi ôi má ơi quậy chấn động luôn má ơi. Trời. Gớm. Trời ơi. Chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm sao lại không quên. Ngồi bên nhau trúng mưa biến em về không ai đón đưa. Đường chân mưa quá xưa sợ cao tình của hai chúng mình. Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa trở lại.
chỉ mình em ở đây ngóng trong hoài một bóng anh buồn nào em đâu ấy tình nồng đến men cay để em mộng mộng giấc mơ ban đầu. Cảm ơn anh nha, bá hộ nha, cảm ơn nha, cảm ơn anh em, cảm ơn anh em công sự. Ngon quá anh à, bá hộ ơi, rất là tuyệt vời, mát mẻ quá đi vô cưng quá không có hả em ơi. Lời du buồn nghe mênh mông mênh mông sao lý che làng tiếng lòng tuôn tuôn sao ngại lấy chồng em đi qua con đê mọi lối ta về có chú bướm vàng bay theo sao bướm vàng đã đầu cháy mù rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru em buồn dù em ơi con gái kiêu sa để em lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi dù em ơi con gái hay quên tôi đâu ai tìm được là diêu bông hỡi diêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Yeah, hay quá đèn ơi. Chiếc xuồng ba lá trên môi, chiếc xuồng lục đực ở chiếc xuồng này. Em qua bên này, em qua bên này, em qua bên đồi. Chiếc xuồng ba lá trên môi, cầu chơi lục đực, cầu chơi lục đực, em qua bên này. Bá hộ cái sao bá hộ ơi? Bá hộ ơi, đủ rồi. Rồi mình xuống bá hộ chơi nha. Okay. Cảm ơn bá hộ nhiều nha. Đây này, em ơi. Xuống dưỡng sức nào để rồi 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 này nè em ơi, hả ngồi đi, ngồi đi nghỉ ngơi đi, hãy nè bá hộ ơi, dạ nghỉ ngơi xíu đi, nghỉ ngơi xíu bá hộ, uống miếng bánh uống miếng nước với ta nè. Bảo ơi nói chuyện nghe hay, cậu chơi quỳ 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 thành thanh nha. Bây giờ ngồi chơi, ngồi chơi nghỉ xíu đi rồi ngồi chơi nha, yên vị đi hai nè. Mọi người ơi, vô tương tác hay mọi người ơi, rồi ai cầm mà giùm anh cái máy này nè.